Vâng, thưa quý khán thính giả của đài VNTV, trong cái chương trình thời sự hôm nay, tôi lại đưa đến cho quý vị một cái tin mới. Đó là sự kiện Tổng thống phi luật tân Duterte đã đi Bắc Kinh trong 4 ngày qua. Và tại Bắc Kinh, Tổng thống Duterte đã chính thức nói rằng tôi chia tay với nước Mỹ và tôi sẽ đi với Trung Cộng và tôi sẽ đi Nga để ba nước này có thể trở thành một khối để giải quyết các vấn đề chung của thế giới. Đây là một câu chuyện, đây là một điều mà làm cho các nhà ngoại giao Mỹ cũng như rất nhiều các người quan tâm tới chính trị quan tâm. Tôi xin được trình bày thêm một chi tiết như thế này. Ông Duterte là một thẩm phán, xin lỗi, là một luật sư, và ông ta đã làm thị trưởng cái thành phố Davao 21 năm. Và khi lên làm tổng thống thì ngay từ đầu thái độ của ông đã tỏ ra lạnh nhạt với Hoa Kỳ, và thái độ của ông càng ngày càng có vẻ tỏ rõ là chống lại Hoa Kỳ. Cái điều đầu tiên ông ấy chống lại là ông ấy đã có những lời lẽ rất nặng đối với Tổng thống Barack Obama vì Hoa Kỳ chỉ trích cái việc mà chống tham nhũng của ông ấy, chống buôn bán ma túy ở ông ấy. Bởi vì sau 3 tháng ông ấy làm Tổng thống thì đã có gần 4.000 người bị bắn chết, và trong số đó thì người ta cho rằng quá một nửa là những người có thể không liên hệ trực tiếp tới buôn bán ma túy. Do đó Âu Châu cũng lên tiếng và ông ấy cũng nặng lời cả với Đức Giáo Hoàng nữa, cũng như các lãnh tụ Âu Châu. Và gần đây nữa thì chúng ta biết một cái sự kiện là ngày 30 tháng 6 ông ấy bắt đầu nhận chức Tổng thống, thì đến ngày 12 tháng 7 là Tòa án Trọng tài Liên Hợp Quốc đã đưa ra cái phán quyết về Biển Đông do Tổng thống Philippines Aquino đã khởi kiện từ năm 2013. Tòa án Trọng tài Quốc tế đã phán quyết 14 điểm mà phi luật tân đưa kiện, thì gần như toàn 14 điểm đó là phi luật tân đã thắng. Trong ấy cái điểm quan trọng nhất là tất cả những cái gì mà Trung Cộng gọi là quyết đoán bằng cái đường lưỡi bò thì nó vô giá trị. Cái điểm thứ hai là tất cả các cái gọi là hải đảo, Hoàng Sa cũng như Trường Sa, nhưng mà phi luật tân kiện thì chỉ nói tới Trường Sa mà thôi, thì tất cả những cái dạng đá, những dạng san hô ấy, nó không phải là một cái đảo. Và vì vậy không có bất cứ một cái hòn đảo nào có được cái quy chế để người ta sống ở trên đó. Do đó nó không hề có cái quyền lợi về đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Mà nếu những cái hải đảo bồi đắp ấy, tức là thay đổi cái nguyên trạng, thì nó đều vô giá trị. Và những cái điều mà Tòa án Trọng tài Quốc tế phán quyết có lợi cho phi luật tân và có bất lợi cho Trung Cộng, và Trung Cộng đã liên tiếp phủ nhận cái phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế. Nhưng mà khi ông Duterte lên làm Tổng thống thì ông đã bỏ lơ cái chuyện đó, không đã động tới. Và ông ấy sau đó ông nói rằng là ông ấy sẽ thương thảo trực tiếp với Trung Cộng thay vì thương thảo đa phương, tức là một cái cuộc nói chuyện mà có cả những quốc gia liên hệ, trong ấy có Việt Nam, có Indonesia, có Brunei, có Phi Luật Tân, tức là 5 quốc gia có tranh chấp ở Biển Đông. Thì ông Duterte đã nói rằng ông sẽ trực tiếp nói chuyện với Trung Cộng không qua các cái đối tác khác. Và ông đi xa hơn nữa là Hoa Kỳ và Phi Luật Tân đã có cái mối liên hệ và đã là đồng minh 70 năm rồi. Và hàng năm như vậy có vào khoảng từ 20 tới 28 cái sinh hoạt tập trận chung. Thì ông Duterte đã chấm dứt bằng cái lần vừa rồi, tức là tập trận kỳ vừa rồi giữa quân đội Hoa Kỳ và quân đội Phi Luật Tân là lần sau cùng, và ông chấm dứt luôn.
Đó là những cái động thái của ông Duterte. Và khi trước khi ông đi Trung Cộng thì ông có nói rằng là ông ngoại của ông ấy là gốc Tàu. Và ông ấy nói rằng hiện tại trong hơn 100 triệu người dân Phi Luật Tân thì có 30% là gốc Trung Hoa. Điều đó khác với những nhà nhân chủng học và thống kê. Theo như những thống kê chính thức thì hiện tại ở Phi Luật Tân có vào khoảng hơn 2 triệu người Hoa sinh sống và làm việc ở đây. Còn cái con số 30% như ông Duterte nói ra thì có lẽ không chính xác. Nhưng mà có lẽ vì ông này có một cái gì đó, ông ta mở ra một cái con đường ngoại giao mới, do đó ông ta mới quyết định đưa đến cái động thái sau cùng, tức là trong cái 3-4 ngày đi Trung Cộng vừa rồi thì ông đã tuyên bố là sẽ chia tay với Hoa Kỳ và sẽ đi và bắt tay với Trung Cộng để nhờ Trung Cộng giúp về kinh tế cũng như phát triển. Thì cái chuyện này nó tạo cái ảnh hưởng rất lớn cho cái vấn đề chuyển trục của Mỹ về Á Châu, bởi vì Tổng thống Aquino đã ký một cái thỏa thuận với chính phủ Mỹ cho quân đội Mỹ được sử dụng 5 cái căn cứ tại trên đất Phi Luật Tân để mà chuyển quân, cũng như là nếu có những cái hoạt động quân sự thì đó là những cái trạm chuyển tiếp. Nếu bây giờ ông Duterte làm như vậy thì tất cả những vấn đề đó phải xét lại, và cái vấn đề chuyển trục của nước Mỹ sẽ phải tính lại từ đầu. Và như vậy cái vấn đề Biển Đông sẽ ảnh hưởng như thế nào? Đây là vấn đề quan trọng nhất mà chúng tôi muốn đề cập đến. Là vì Biển Đông mà khi Trung Cộng vẽ cái đường lưỡi bò thì chiếm đến 90% diện tích Biển Đông. Trong ấy Việt Nam là cái nước bị thiệt thòi nhiều nhất và bị nguy hiểm nhất. Và nếu Phi Luật Tân bắt tay với Trung Cộng thì tất cả những 7 cái đảo nhân tạo, và bây giờ họ đang xây thêm ở ngay trên cái bãi Scarborough, tức là Hoàng Nham đó, những cái căn cứ quân sự, mà chỗ đó là chính cái chỗ mà người Phi Luật Tân đánh cá ở đó. Và bây giờ ông Duterte thương lượng để mà hai bên có thể khai thác dầu khí hoặc là khai thác biển đảo, biển chung với nhau, thì như vậy cái thiệt hại cho Phi Luật Tân là một, nhưng thiệt hại cho Việt Nam sẽ lớn hơn nhiều. Đó là vấn đề rất là quan trọng. Do đó cái việc mà thay đổi lập trường của ông Duterte không phải nó chỉ ảnh hưởng cho Phi Luật Tân mà nó ảnh hưởng cho cả vùng Đông Nam Á và nhất là Việt Nam. Vậy thì chúng ta nhìn thử lại cái bối cảnh nước Phi Luật Tân như thế nào. Chúng ta biết trong 70 năm qua Hoa Kỳ và Phi Luật Tân là đồng minh quân sự, tức là nếu Phi Luật Tân bị tấn công thì Hoa Kỳ dùng quân sự để mà bảo vệ Phi Luật Tân. Thì nếu bây giờ ông ta chia tay với Hoa Kỳ thì cái điều ấy, điều gì sẽ xảy ra? Điều thứ nhất là tôi nghĩ rằng sẽ có hai giải pháp, hai chuyện xảy ra. Thứ nhất là những người gọi là ủng hộ Mỹ có thể không ngồi yên, và như vậy nước Phi Luật Tân có thể sẽ dẫn tới xáo trộn chính trị nội bộ. Điểm thứ hai, nếu ông phía mà ông Duterte thắng thế thì Trung Cộng sẽ phát triển tại Phi Luật Tân. Thì nếu và phát triển tại Phi Luật Tân thì tôi xin đọc một cái câu thơ của người bạn của chúng tôi là anh Đỗ Thông Minh. Anh có đọc như thế này là chưa đi tàu đó thì chưa biết tàu, mà đi rồi thì mới biết mình ngu như thế nào. Bởi vì chưa chơi với tàu thì chưa biết, còn Việt Nam chơi với tàu 4.000 năm rồi, biết tàu quá rồi. Phi Luật Tân nếu chưa, và lại Phi Luật Tân ở một cái hải đảo thì có lẽ không nguy hiểm bằng Việt Nam ở sát nách. Do đó cái chuyện mà Phi Luật Tân bắt tay với Trung Cộng để mà balance về kinh tế, về quyền lực thì tốt, nhưng mà gọi là đẩy Hoa Kỳ ra khỏi đất Phi Luật Tân và đẩy Hoa Kỳ ra khỏi cái vùng Đông Nam Á thì cái đó lại là một vấn đề lớn. Do đó đây là một vấn đề mà ông Daniel Russo ngày tuần này đây sẽ bay qua Phi Luật Tân để hỏi chính phủ Phi Luật Tân về cái lời phát biểu ấy của ông Tổng thống Duterte như thế nào.
Thì trong nội bộ của phi luật tân thì chúng ta thấy hai ông cựu tổng thống, tức là tổng thống Ramos và tổng thống Aquino, đã đều lên tiếng gọi là bất mãn về cái hành xử của ông Duterte. Rồi một vị thẩm phán ở pháp viện đã đòi chuốt phế ông tổng thống Duterte. Thì đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta thấy rằng có thể trong tương lai gần phi luật tân sẽ xáo trộn, hoặc là sẽ cả vùng Đông Nam Á sẽ có những cái thay đổi rất đáng kể khi mà phi luật tân đã thay đổi lập trường như hiện nay. Đó là cái câu chuyện về phi luật tân. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay.